Biêu Mập xin kính chào cô chú anh chị ha. Thằng cu coi như là giãy giụa trong cái sự đau khổ và tuyệt vọng của chú chị. Bây giờ thằng cu nó hết tiêu đề, hết nội dung, hết công tấn công, công kích thằng Loan được cái gì rồi. Bây giờ lấy những thông tin cũ chia sẻ lại và thêm vô một số tình tiết vu khống cho Hồng Loan ha, để mà coi như là giật tiếp lại để gây tiếng vang, để làm ảnh hưởng đến uy tín của Hồng Loan. Nhưng mà tao nói mày nè cu, mày giật tích cỡ nào giật tích, mày bịa chuyện cỡ nào bịa chuyện, thì mày cũng không có thoát khỏi cái vụ mà bị khởi tố. Điều đó là chắc chắn. Mày làm cái gì làm đi nữa thì mày cũng không thoát khỏi khi vụ khởi tố. Cho nên là bây giờ mày muốn bịa chuyện gì đó thì mày bịa, mày muốn khịa cái gì đó thì mày khịa. Khịa không còn được bao nhiêu ngày nữa đâu thì cứ khịa đi ha. Cứ khịa, cứ dẫn dắt dư luận là cứ thế này thế kia đi. Rồi lúc mà ăn cơm nhà nước đó thì mới biết là cái cảnh khổ như thế nào ha. Ngày hôm qua đó cô chú chị, nó lên live nó chia sẻ, nó lấy lại cái nội dung cũ là ở Bình Đại Bến Tre ha. Rồi nó kêu má Tư xuống dưới là không tin nó, thì má Tư xuống dưới là Bình Đại Bến Tre để tìm hiểu thông tin thế này thế kia thế nọ về thân phận của Hồng Loan à. Mà nó là cái người môi ra cái chuyện đó thì nó phải chứng minh, đúng không cô chú chị? Mà nó không chứng minh, mà nó kêu má Tư đi chứng minh. Rồi sáng hôm nay đó thì bắt đầu là nó lên trên cái hội nhóm á, là ủng hộ sao kê minh bạch đó, cái hội nhóm mà do cái con mà con Chanh già nó làm quản trị viên đó ha. Rồi một số nick ảo là của thằng cu nè, rồi của một số nick ảo của cờ lê chung cái như băng đó đó cô chú chị. Thì nó lên bài với nít ảo là Nguyên Chợ Lớn á. Nguyên Chợ Lớn là nít của thằng cu á cô chú chị, nít ảo của cu á. Nó ghi như thế này nè: quá sốc cho người xuống Bến Tre và định quán Đồng Nai, đe dọa uy hiếp gia đình hai bên, không được phép ra mặt. Ủa họ kỳ rồi đó, cái nhóm của lang thang đường phố đó rủ mày đi xuống định quán Đồng Nai đó, sao mày trốn mất tiêu vậy hả? Sao mày trốn mất tiêu vậy? Mày không dám lên clip mà nói, mày không dám trả lời cái vụ định quán Đồng Nai người ta rủ mày đi xuống dưới đó, sao mày trốn? Mày không dám lên nói về vấn đề mà định quán Đồng Nai luôn hả? Rồi bây giờ lên về đặt nói là cho người xuống Bến Tre định quán Đồng Nai, không cho gia đình người ta lên tiếng, thôi khỏi đi. Cái chiêu của mày đó cu, có thể cái mày chứ nó quá nhàm rồi, cộng đồng mạng quá nhàm với cái chiêu trò bẩn thỉu của mày rồi. Gấp lửa bỏ tay người, nói chuyện không có, vu khống xuyên tạc, cắt ghép thông tin, dẫn dắt dư luận. 100 lần mày nói chưa lần nào nói đúng sự thật, nhưng mà mày không bao giờ khổ thẹn với lương tâm của mày. Nhân cách của con người thua một con vật, con vật người ta còn biết đúng sai. Khi mà bị chủ la là cái con vật đó nó biết nhận thức cái nào đúng cái nào sai và nó sẽ từ bỏ. Còn con người khi mình nói ra người ta phản bác lại thông tin đó là không có, người ta chứng minh là thông tin đó là không có, mình không biết sửa sai, mình không biết ăn năn hối cải mà mình tiếp tục lương lẹo dẫn dắt dư luận, rồi người ta đi tố cáo cái hành vi của mình thì nói sao là ta tố cáo, hờn trách người ta. Nhân cách của mày ghi kệ tệ quá cu ơi, thiệt. Gắng sống làm người đi cu, gắng sống làm người nha, chừa cái đức cái hạnh cho con cái, cho con cháu nữa. Mày càng sân si tao thấy càng tội nghiệp mày. Mày càng sân si là mày càng đi vào ngõ cụt. Mày càng sân si là mày càng cái khả năng mà dướng pháp lý rất là cao ha. Cho nên là thôi, mà bây giờ mày có quay đầu lại cũng không kịp. Cho nên là mày muốn nói gì cứ nói, muốn chia sẻ gì thì cứ chia sẻ đi, chia sẻ cái gì đó, nói cái gì đó cho hả lòng hả giận đi. Rồi biết đâu một mai nào đó là không có còn chia sẻ được nữa, không có còn lên mạng xã hội được nữa, đi 5 năm, 10 năm, 15 năm gì đó, rồi lấy đâu mà lên, phải không? Thôi giờ ngày lên chừng 10 clip vậy đó, chứ ngày lên 3-4 clip thì nó ít quá, ngày lên cho khoảng 10 clip đi em.
ha, ngày em lên cái 10 clip đi, trừ hao để sau này em ăn cơm nhà nước rồi em không có được mà tiếp xúc với mạng xã hội. Chứ những cái vấn đề mà pháp lý bây giờ là anh thấy tình hình là cứ cưng là đi xa quá rồi, hết có cơ hội để quay đầu là bờ rồi. Bây giờ em ăn củ sắn còn không kịp, nó đựng nó chỉ lạc năng ha. Việc mình làm thì mình phải lường trước được hậu quả. Mình hại người ta được, nhưng mà tới khi người ta đáp trả thì lại hờn trách. Nguyên tắc nguyên lý ra đâu ra vậy? Để cho em vô T30 em học một khóa, rồi em có thời gian em ngẫm nghĩ lại đó, để coi em đúng cái gì, em sai cái gì, mình hơn con vật cái gì hay là mình thua con vật cái gì, đúng không? À, để mình cảm nhận được. Rồi từ từ nghe em trai, từ từ bây giờ cứ lên bài đăng đi, cứ lên clip đi, cứ công kích đi, cứ bịa chuyện đi, rồi cái ngày đó cũng tới thôi. Rồi 5 năm, 10 năm, 15 năm gì đó, em có rất là nhiều thời gian để em suy nghĩ lại. Không có cái gì mà sướng bằng ở ngoài xã hội hết cô, hết nghe em trai. Vô trong đó rồi là cay đắng cuộc đời lắm nha. Thôi Viu xin tạm chào đại gia đình.